Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một bài tiếp theo, là cái bài chúng ta sẽ dùng bộ lọc màu để chúng ta có thể điều chỉnh cái tông màu trong một tấm hình. Chẳng hạn như các bạn nhìn trên máy tính thì các bạn sẽ thấy được, chúng ta sẽ sử dụng một cái tấm hình đám cưới, chúng ta chụp bằng máy ảnh bình thường, và các bạn thấy tấm hình này nó cái màu sắc nó là màu sắc chúng ta chụp hình ở một cái ống kính bình thường. Và trong quá trình mình xử lý Photoshop, nếu chúng ta có một cái idea hoặc là một ý tưởng gì chúng ta muốn cái tấm hình mình nó lạ, nhìn nó ở một cái màu sắc sắc nó theo cái bộ lọc của chúng ta mong muốn. Chẳng hạn chúng ta sẽ muốn tất cả cái tấm hình này, những cái bố cục tấm hình này, những cái chi tiết trong tấm hình này nó sẽ ngã sang một cái màu nào đó mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chức năng là chúng ta dùng image, chúng ta dùng adjustment, và chúng ta sẽ chọn photo filter để chúng ta tạo một cái màn kính lọc mà chúng ta sẽ sử dụng một cái màu sắc nào đó để chúng ta phối vào trong cái tấm hình của chúng ta. Thì chúng ta sau khi chúng ta click vào cái photo filter thì chúng ta sẽ thấy được chức năng. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều cái filter có sẵn. Chẳng hạn như chúng ta dùng warming là cái những cái màu ấm thì chúng ta sẽ có được cái màu như thế này. Chúng ta có thể điều chỉnh cái density, cái độ độ bám màu trên cái tấm hình. Chúng ta càng chỉnh lớn thì cái màu nó càng ngã vàng, cái màu vàng chúng ta đang thấy. Nếu chúng ta chọn một cái warm khác thì nó sẽ có một cái màu khác. Chúng ta có thể điều chỉnh nó nhiều hay ít tùy 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 chúng ta điều chỉnh. Chúng ta có thể dùng điều chỉnh sang một cái warming khác, chẳng hạn như vậy, nó ngã sang màu vàng hơn. Hoặc chúng ta sẽ chọn cooling là cái màu mát mẻ hơn, mà nó sẽ cho chúng ta ra màu xanh. Tùy các bạn, nếu các bạn trong quá trình mình thiết kế thì mình sẽ điều chỉnh theo ý của mình. Mình sẽ giới thiệu chức năng. Chúng ta có thể chọn màu đỏ để chúng ta đổ sang màu đỏ. Hoặc chúng ta sẽ chọn magenta, tùy. Chúng ta sẽ điều chỉnh theo idea của mình. Ngoài ra thì mình không cần phải dùng cái phần những video có sẵn. Chúng ta sẽ chọn click chọn color, chúng ta chọn cái màu nào đó chúng ta tùy thích. Chẳng hạn chúng ta thích màu vàng, chúng ta chọn màu vàng. Chúng ta thích màu xanh lá cây, chúng ta chọn tông xanh lá cây hoặc là nhạt hơn, tùy chúng ta. Chúng ta thích màu nào thì chúng ta sẽ chọn thẳng cái color này để cho chúng ta điều chỉnh. Chúng ta muốn màu tím nhạt hoặc là chúng ta muốn màu hồng. Màu hồng. Chúng ta muốn màu hồng chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta điều chỉnh và chúng ta giảm bớt cái độ density này, cái độ này. Các bạn nhớ, nếu các bạn quá trình các bạn điều chỉnh cái này mà nó không có tác dụng cho các bạn thấy, trước khi các bạn click OK thì các bạn chọn Preview để các bạn thấy điều chỉnh, cho tới khi các bạn hài lòng với cái sự điều chỉnh màu sắc của mình trong tấm hình. Cho nên chúng ta sẽ chọn màu vàng đi, màu xanh sang đây. Chúng ta sẽ có được bức hình ngã sang màu xanh. OK, đây là cái phương pháp mà chúng ta có thể điều chỉnh một cái tấm hình theo cái bộ lọc màu. Thì hy vọng cái hướng dẫn này có thể giúp cho bạn biết thêm được một cái chức năng trong Photoshop, và giúp là một cái tiện ích giúp cho các bạn có thể điều chỉnh hình ảnh một cách nhanh theo những cái idea mà các bạn nghĩ ra, và nó giúp cho tấm hình của bạn được đẹp hơn, lạ mắt hơn. Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ, và hy vọng cái hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn thêm được một chút gì đó trong công việc của mình. Chào các bạn.